nào bọ xoăn đây mọi người ạ. Đây mình đã thấy một hàng bọ xoăn ở đây nhé mọi người nhé. Đi đào bọ xoăn vừa đi hái măng rừng luôn nhé mọi người nhé. Ông anh đầu bạc này thì đấy, đang hái măng đấy mọi người. Còn ông béo thì đang chặt ở cán thuồng nhé mọi người nhé. Đây ông béo đang đào con bọ xoăn nhé mọi người nhé. Ông này thì mặc quần đùi đi rừng mọi người ạ, ghê lắm. Phải tăng lời. Ông đào chuyên nghiệp lắm mọi người ạ. Hôm nay mình đi đào xa lắm mọi người ạ, cách chỗ mình hẳn là mấy cây số cơ mọi người ạ. Đi sâu lắm à? Đi sâu lắm. Gỗ nó đào ở gốc cây nha mọi người. Chả biết gốc đây gốc gì. Rừng nó to lắm mọi người. Ồ, cái gì bắn hung sống sổ sổ sổ. Thấy rồi mọi người. Ây ô. Đây anh em nha. Con bọ xoăn đây. Mọi người. Đây này. Được một em rồi mọi người. Ây ô. Đây có một con đây này mọi người ạ. Đây này. Ok nhá mọi người nhá. Ôi kiếm rồi mọi người, được hai con rồi. Okay. Đó, mình cho lọ mọi người. Đấy, ok. Đây cái đọ này mẹ đi về nhá mọi người nhá. Gốc này hết rồi mọi người ạ, mới được mới hai con. Mình sẽ di chuyển lên gốc trên to hơn nhá mọi người nhá. Đây ông béo đang đào được một con này mọi người. Ô, nó ở dưới cây leo thôi mọi người ạ. Ở đây nó không ở gốc cây xoan nữa. Đây đây đây. À, đây này. Ừ. Đây đây, chắc hiểu đây. Nhiều lắm. Đây ông béo đào chuyên nghiệp lắm mọi người ạ. Này, nó thẳng xuống cái rễ của nó rồi này. Họ bảo ở dưới cái leo này nó ở nông thôi mà nó không ở sâu đâu. Do ăn ở thế nào thôi. Cái hôi con khút ế nó. Thế bị cái đấy. Nấy, nấy. Đâu. Nấy, con to lắm. Ây à. Ây dạ, con đực quá. Con đực. Em mắc quý, mắc quý. Nhá, phải đếp tìm cho con đi. Mang về nhà giả nợ tao nữa. Tao một con nhá. Ok, ok. Để ông đang chuyển đi đấy, chỗ khác. Ây dạ, con nhỏ. Nhanh thế nhỉ. Ô, thế mấy khi đã đầy bom rồi. Gốc này to lắm mọi người ạ. Đây này. Ăn gì hôi những quả nó cuồng ăn. Nè, phá xăm xay rồi quê. Bớt lại. Trời. Này thì bảo ông béo đi thuê máy xúc thôi mọi người ạ. Ông cò mới xúc mọi người. Có cái á xuống mỏ mà hơn cái năm. Ừ.
lòng hòn bên cháu tôi nè. Ông này chuyên nghiệp hơn, để ông này đào đi mọi người. Ông quăng cố con tê cái hát chị ý xin thôi ông biết ô mà cầm hái ô hái ô tê dù quăng cố con còn rồi lấy được chưa rồi. Ông này lào hôm nay là trúng tủ nhiều lắm mọi người, như nhà được 70-80 con rồi đấy nhỉ. Rồi ông béo này hôm nay mình đi ăn trực thôi mọi người. Này cái để hú đằng chân như thế đi hình quạt tên nè. Ừ. Gốc này quá nhiều. Kiểu nó mưa tối qua ấy mọi người nên là nó hơi bùn nhiều. Không có sợ hả phong. Ừ. Cái đào đó cũng cái đi về tù manh pu mấy để ông tóc bạc hôm nay nhuộm tóc đen rồi mọi người ạ, cũng ra đào luôn chồng pu nữa anh đi tụi mấy ngon ngon. Khao nữa chút tiệm thùng cái này. Ê, ông tóc bạc là nhà nghiên cứu để chuyển cái gốc cây này về nhà đây mọi người này. Về trồng ở nhà luôn, đỡ phải lên rừng đào nữa. Cái biển hôn cái cơ đấy cái khẩu ta sẽ không mở hôn đi chăn kinh. Ông béo đang đào hang say lắm mọi người. Quay được rồi. Ông này được đấy nha. Yeah. Hôm nay mình cứ đi làm ở nhà ông ấy kiểu gì ông cũng mời mọi người. Không có, cú ơi. Cú ơi, nhìn thấy không mở tin thì chan đây nào. Ừ. Đấy cái hạt chi nó được quá. Em cho cơm xả ba con khơn nè. Này. Đâu đâu. Đâu. Ông này. Được đấy nhờ. Được đấy. Các ông phải thua tao hết rồi hôm nay nè. Đây bà chị thì quyết định đi tìm măng thôi nghe. Hả? Đây, ông tóc bạc đang thấy một tổ ong nhỉ, mình đi xem thử mà. Đây tổ tổ ong ruồi nha mọi người nhá. Để biết nó đi sâu. Nó vào cái tổ muối ấy nhỉ. Nó đi xa lắm. Có vẻ đi sâu lắm mình. Đi 1 mét rồi không tới. Chắc bỏ thôi, cái này không được ăn. Không được mệt nữa rồi. Kiểu ong ruồi này nó chui vào đất đấy mọi người. Chẳng nghe tiếng cái gì. Thôi bỏ qua. Ông bỏ cuộc rồi mọi người.
đi tìm bọ xoan đào hay hơn mọi người. À, mình tìm thấy một hang ở đây nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ đào thử này. Lúc đấy mình đào được một con rồi mọi người, nhưng mà chưa kịp quay cho mọi người xem. Đây mình tiếp tục đào nhé mọi người nhé. Ý dồ, dính rồi. Đấy rồi. Đây mọi người. Đấy. Gần đầy cái này rồi đấy mọi người. Ây da. Đó. Ui, vẫn còn nữa, vẫn còn nữa. Được ổ rồi. Đấy. Ui. Ok. Đó. Sắp đầy cái này rồi mọi người. Đó. Đây còn là một đố ở đây này nhá. Huệ huệ ông á. Xuống đây rồi. Chắc phải cười. Mưa cái nửa thế nó xáo cái nửa thế nó. Đi sâu đấy. Ấy da. Đấy rồi. Ở đây là một hang của nó có tận 2-3 con đấy mọi người, nên là mình phải dò kỹ xem. Ok. Đây một hang nữa. Ý. Tưởng đố giả vờ chứ. Hóa ra thật à. Hóa ra thật. Thằng béo cũng đang tìm đâu đây. Ô. Nó có nhiều lỗ giả vờ thật đấy. Kiểu vẫn nhiệt hú đông cái tờ hết để rủ cái tay cắn né ngoan nè. Đây ông béo đang tìm hàng giữa rừng nhé mọi người nhé. Đây, mình di chuyển đến gốc tiếp theo nhé mọi người nhé. Ông béo đang đào đây mọi người. Hey, ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn rồi, thế thôi. Đi đào cái rừng to này. Ấy nhỉ, nó ở đây. Nông thôi nhỉ. Ăn rồi. Này này, một con đấy. Rồi. Ghê nhỉ. Mình. Vợ chồng ông béo này ghê quá mọi người. Mi hai con và một con đấy quay. Hai con đấy. Con à? Các bạn vào chặt chăm thử bằng. Gốc này cũng nhiều lắm. Cái này là chưa nằng hẳn đấy. Thế gọi tiếng Kinh gọi là. Và phun phun chỉ ăn rồi chỉ tôm hết rồi. Bơ vừa chảo chấm con hạt po đấy ơi. Sốt phải hạt po luôn rồi đi, mình dù kém cả đấy. มันสิเป็นฮู้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอยู่ฮู้หาผีเห็นสักโอ๊กนะข่อยข่อยจังเลยหาผีเห็นเลยเจอต้องใส่ถุงกระโต้แล้วต้องเสือกไว้เลยเป็นยังน้อยมันเลยเต้มันแค่มาบ้างมันแค่ดิลูกมันแค่มา
cua phải đây, có mất chín vóc phải đây nó. Ừ. Gì? Lầy nó mới này đây. Khác ăn 100% nữa mà hai hiền khuấy đâu nè. Ê. Hả? Rồi, vợ chồng ông đang điếm này. Vợ ông đó. Đây đi. Đây đi ai ta cũng vậy. Ừ, còn thô tính gì cơ. Măng rừng. Măng rừng xinh thuộc quá. Măng nắng khút à. Măng này bé tố đấy. Bé tố rồi văn. Còn xốp. Mình kết thúc hành trình đi đào bọ xoan hôm nay ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người hãy like và đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ kênh mình nhé mọi người nhé.